trình đọc truyện các thánh. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót. Kính mời quý thính giả cùng nghe và học hỏi gương nhân đức của Thánh Tử Đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa với giọng đọc của Anna Thúy Dung. Linh mục Peter Lê Thanh Quang, Dominico Ngọc Cung, Maria Minh Liên, Phó tế John Bautista Nguyễn Văn Ti, Anna Bảo Trâm, Phêrô Bùi Phú, Cecilia Vân Yên, Maria Kim Thúy, Du Sa Đỗ Long, Maria Bích Vân, Phêrô Đức Thành. Ngày 24 tháng 11, Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, Linh Mục. Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 trong một gia đình công giáo ngoan đạo tại Thượng Hải, làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Con ông Phaolô Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoang. Cậu Khoa là con thứ ba trong số 7 người con của ông bà Phaolô Vũ Đình Tân. Ngay từ lúc lên 8 tuổi thì ông Vũ Đình Tân đã cho đi học chữ Hán. Cha Hòa và cha Phương thấy cậu Khoa hiền lành, ngoan đạo, có trí thông minh, lại có lòng ước muốn dâng mình cho Chúa thì nhận rồi gửi cậu vào học tại chủng viện Vĩnh Trị dưới sự giáo huấn của cha chính Janet Kim. Tại chủng viện Vĩnh Trị, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa học Latin, triết học rồi thần học. Thầy học môn gì cũng xuất sắc, được ban giáo sư khen thưởng. Sau khi mãn trường năm 1820, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa được lãnh chức linh mục. Đức giám mục đã chỉ định linh mục trẻ trung 30 tuổi này về làm phụ tá cho cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, coi hai xứ Lưu Đăng và Vĩnh Phước thuộc hạt Bồ Chính. Trong thời gian 9 năm làm phụ tá cha Vinh Sơn Điểm, cha Khoa đã hết lòng phục vụ giáo hữu và cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chức vụ trụ chiên. Nhờ lòng nhiệt thành trong mọi công vụ và lòng đạo đức sâu xa trong lời kinh nguyện, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng khen ngợi. Thấy công việc cha làm quá tốt đẹp, năm 1829, Đức cha Harvard Hugh bổ nhiệm cha về coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Trong chức vụ mới, cha Vũ Đăng Khoa đã vận dụng mọi sự tài năng và hoàn cảnh thuận lợi để lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa và mở mang nước Chúa. Công việc rất nhiều nên lúc nào cha cũng bận rộn. Tuy nhiên, cha luôn giữ được sự quân bình trong đời sống thiêng liêng. Giờ kinh, giờ cầu nguyện là những ưu tiên hàng đầu của cha. Nét mặt cha luôn vui tươi, nói năng điềm đạm, nhất là tính quảng đại nhân từ với mọi người. Nhờ vậy mà ai ai tiếp xúc và quen biết cha đều quý mến, trọng nể cha. Cuộc đời đang êm đềm và công cuộc mục vụ của cha đang phát triển tốt đẹp thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo ban hành toàn quốc.
phải luôn bắt các đạo trưởng Tây Phương cũng như bản quốc, kể cả các đạo hữu, đồng thời phải phá hủy các thánh đường, các cơ sở công giáo. Rồi tiếp đến ngày 25 tháng Giêng năm 1836, vua Minh Mạng lại ban hành chiếu chỉ thứ ba còn mạnh mẽ hơn, nên các linh mục phải trốn tránh. Cha Vũ Đăng Khoa cũng phải thay đổi chỗ ở, nay cư ngụ nhà này, mai trốn chạy tới nhà khác. Công việc mục vụ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm 1836-1838. Mặc dù trước những nguy hiểm và muôn vàn khó khăn trong một hoàn cảnh tràn đầy thách đố như thế, cha Vũ Đăng Khoa vẫn không chịu lùi bước. Cha vẫn kiên trì len lỏi tới bất cứ nơi nào cần đến cha. Thế rồi một hôm, khi cha tới Lê Sơn Hạt Bùa Chính làm lễ, thì Tú Khiết là một văn nhân trong làng, dẫn 15 thanh niên tới đột nhập vào và bắt trói cha cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang. Sau đó, Tú Khiết bắt cha đeo gông, còn hai thầy thì bị trói, rồi áp giải cả ba cha con về Đồng Hới, thuộc tỉnh Quảng Bình, nộp cho quan và bị tống giam tại nhà tù Đồng Hới vào ngày 10 tháng 7 năm 1838. Bị giam trong nhà tù Đồng Hới ít ngày, thì quan ra lệnh giải cha Vũ Đăng Khoa ra công đường Đồng Hới tra khảo, rồi dụ dỗ cha bỏ đạo. Lúc đầu, quan tỏ vẻ tình nghĩa khuyên dụ cha. Này ông Khoa, tôi biết ông làm việc tốt, được dân chúng quý mến. Tôi không muốn làm khổ ông, và cũng không muốn ông phải chết. Ông biết là lệnh vua ban xuống, phải bắt hết các đạo trưởng và phải chém đầu, nếu không bỏ đạo. Vậy ông hãy bước lên thập tự này, thì tôi sẽ tha ngay cho ông. Cha Vũ Đăng Khoa cũng tỏ ra rất lịch sự thưa lại. Bẩm quan lớn, tôi cảm ơn quan lớn về những điều quan lớn vừa nói, nhưng bỏ đạo thì đối với tôi không thể được. Dầu có phải chết, phải chém đầu, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Xin cảm ơn quan lớn. Sao lại không thể được? Quan lớn hỏi lại. Cha thưa lại. Quan lớn đã biết, tôi là đạo trưởng, tôi giảng dạy cho nhiều người về đạo Thiên Chúa. Nay tôi lại bước lên ảnh tượng Chúa là đấng tôi rao giảng. Tôi xin thưa là không bao giờ tôi làm như thế. Xin quan lớn đừng ép buộc tôi. Sau cuộc đối thoại khá dài và thấy những lời dụ dỗ đối với cha trở thành vô ích, quan cho lệnh đưa cha trở về nhà giam. Tại công đường Đồng Hới, cha Vũ Đăng Khoa còn bị tra vấn nhiều lần nữa. Quan Đồng Hới cố gắng thuyết phục cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của các vị thừa sai, nhất là cha Canda Kim. Tới khi thấy thuyết phục không được, thì quan ra lệnh đánh 76 roi thật đau đớn để uy hiếp cha. Nhưng cha nhất định không khai báo bất cứ chi tiết gì. Quan nặng lòng trước ý chí cương quyết của cha, nhưng vẫn bền bỉ bày ra nhiều kế hoạch và khổ hình khác để lung lạc đức tin của cha Phêrô Khoa. Cha vẫn khẳng khái nhắc đi nhắc lại với các quan rằng: Thưa quan lớn, tôi là linh mục, là chủ chăn, làm sao tôi có thể chối Chúa? Làm sao tôi có thể bỏ Chúa? Tôi sẵn lòng chịu mọi khổ hình, mọi tra tấn, đòn vọt, chấp nhận luôn cả sự chết. Trước những lời lẽ cương quyết khẳng khái của cha như vậy, các quan họp lại bàn định làm bản án gửi về kinh đô, xin vua phê chuẩn cùng với bản án đức cha Boricao và cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm.
được cha Boricao, cha Vincent Điểm và cha Veroqua được tin là các quan đã làm bản án và gửi về kinh đô xin vua Minh Mạng phê chuẩn bản án, thì vui mừng và thêm lòng sốt sắng phó thác cuộc sống cho Chúa và bàn tay nhân từ của Đức Mẹ. Hàng ngày, các ngài sốt sắng lần hạt kinh Mân Côi và hát kinh Ave Maria Stella. Kính chào mẹ Maria, là sao mai rực rỡ, xin chuyển cầu cho chúng con. Các ngài phó thác đời mình cho nữ vương các linh mục, như xưa mẹ đã dâng con yêu quý là Chúa Giêsu trong đền thờ. Nay các ngài cũng xin mẹ hiến dâng các ngài trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc châu báu này. Ngày 22 tháng 11 năm 1838, bản án được vua Minh Mạng phê chuẩn gửi về, và sáng ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan tới nhà tù đọc bản án. Các tù nhân khác đứng chung quanh, từ biệt ba vị chiến sĩ anh dũng của Chúa lần cuối cùng trong thương tiếc và nước mắt. Nghe đọc xong bản án, Đức cha Boricao quỳ xuống lạy cảm ơn quan vì ơn trọng đại được tử vì đạo. Cha Điểm và cha Khoa cũng làm theo. Sau đó, các ngài tiến ra đi theo hai hàng lính đi hai bên. Ở giữa là Đức cha Boricao đi trước, rồi đến cha Khoa. Tiếp theo sau là cha già Điểm. Các ngài hân hoan bước theo đoàn binh lính đông đảo. Có mấy người lính nâng bốn đầu gông của các ngài. Tới pháp trường gọi là Tân Ninh, giáo dân đã trải sẵn 6 tấm chiếu mới. Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và cha Phêrô Vũ Đăng Khoa nằm sắp mặt xuống đất, chân tay bị trói vào ba cọc như hình thánh giá, hai bên đầu dây xiết cổ hai cha. Khi lên hiệu thì đội lý hình kéo hai đầu dây siết chặt lại cho tới khi các ngài tắt thở, linh hồn các ngài về với Chúa. Tấm thẻ gỗ viết án của cha Vũ Đăng Khoa như sau. Vũ Đăng Khoa thuộc làng Thuận Ngãi, tỉnh Nghệ An, đạo trưởng Gia Tô, phải xử giáo theo lệnh vua. Xác các ngài được an táng ngay chỗ xử, ngoài thành Quảng Bình. Bên kia sông, ông Phêrô Trần Văn Thiên đã kể lại việc bốc xác ba đấng tử đạo như sau. Cha chính Mát Son Nghiêm coi sóc xứ Nghệ sai tôi là kẻ giảng Phêrô Trần Văn Thiên vào Quảng Bình sảnh Bình Chính huyện năm 1839, năm An Nam là Kỷ Hợi, vua An Nam là Minh Mạng, thập cửu niên. Cha chính Ma Sơ Nghiêm dặn tôi rằng, con vào trong ấy mà lo liệu cất xác các đấng về cho cha, mà có đưa về cả được thì tốt, mà chẳng liệu được cả thì cha cho phép lấy hài cốt các ngài cho dễ, như thói An Nam đã quen. Tháng 13 năm ấy, tôi ở tại Quảng Bình, có thầy tự là con thiêng liêng của Đức cha Boricao và ông Năm phải giam ở đó. Hai ông ấy bảo tôi rằng, ông phải liệu đưa xác các đấng ấy đi, cho chúng tôi xem thấy, kẻo sau này quan xử chúng tôi, thì chẳng có ai đến đây làm chi nữa, mà bỏ các ngài ở đây mãi thì không được. Tôi nhờ thầy Nguyên và chị Mễ giúp tôi. Sau đó, chúng tôi vào xin quan phủ cho chúng tôi được lãnh xác ba ông đạo trưởng, kẻo để nơi đây châu bò đi lại thì chúng tôi sợ lắm. Quan nói với chúng tôi, trong lúc này vua còn ghét đạo lắm, ta không dám cho phép, nhưng các người lấy trộm được thì ta cho phép. Biết được ý của quan huyện như vậy,
ban đêm chúng tôi cùng nhau lấy trộm xác các ngài. Khi mở nắp xăng của đức cha Boria Cao ra thì xác còn y nguyên, không thối, không thâm. Trong xăng có nước đứng đến cổ chân. Ngài phải chém đầu, cho nên khi ấy tuất một cái thì thịt ra một đàng, xương ra một đàng. Chân thừa ra ngoài xăng độ hơn một gang tay, thì thịt có mềm nhưng không tuất ra được. Còn từ vai trở xuống thịt còn cứng, không lấy xương ra được, phải khiêng lên đem về nhà tế dược mà lấy xương ra. Cũng không lấy được, vì thịt chắc lắm nên phải đem vội xuống thuyền chở tới chợ Đồng Hới một ngày một đêm. Khi đem vào nhà tế dược, có phỏng chừng 15 người được xem thấy. Trong số 15 người này thì chỉ có 5 người Công giáo, còn những người khác là lương dân cũng đều xem thấy và chứng kiến như vậy. Đến tối hôm sau, chúng tôi mới lấy được xác cha Vũ Đăng Khoa. Thịt ngài có mềm hơn nhưng cũng không lấy xương ra được, phải khiêng xác xuống thuyền. Đến hôm sau lại đưa cả hai xác lên nhà thầy Nguyên ở làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy. Về tới làng Mỹ Hương, chúng tôi đào lỗ xuống đất và để các ngài xuống, rồi đổ vôi vào hai xác ấy cho nát thịt ra, để chỉ lấy xương, nhưng thịt cũng không nát. Sau phải xé thịt ra mà lấy xương, rồi mới lấy giấm và rượu để rửa. Đoạn lấy giấy và vải bọc xác hai đấng ấy và bỏ vào bồ đậy lại, rồi đưa về Nghệ An, xã Thuộc Dược, huyện Chân Lộc, thôn Kẻ Gốm. Khi ấy, cha chính Ma Son Nghiêm và cha Simonin Nhượng vui mừng đón nhận linh hài hai thánh tử đạo. Đây là những lời chúng tôi là người đã lo việc cải táng và làm chứng sự thật, không dám thêm bớt điều gì. Cha chính Ma Sơn Nghiêm đã rất hối tiếc vì thầy giảng Trần Văn Thiên đã làm theo lệnh từng chữ, khiến không mang toàn thân thể nguyên vẹn của các ngài về được. Thật là vô cùng đáng tiếc. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tuôn phong các ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển khánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngày 24 tháng 11, Thánh Phêrô đi mô lành Boricao, giám mục. Thánh Phêrô đi mô lành Boricao chào đời ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại làng Benat, miền Corrèze, nước Pháp. Thân phụ là ông William Bory, thân mẫu là bà Rose Bory. Gia đình nghèo, cha làm nghề xay lúa, mẹ thì coi sóc công việc nội trợ trong nhà. Cậu Bory có người chú làm linh mục coi xứ Benat. Nhờ vậy, cậu vào ở với cha chú, được cha chú săn sóc cho ăn học đàng hoàng. Cho tới hết chương trình trung học thì cha chú gửi vào chủng viện Xavier theo học môn hùng biện và triết học. Khi ấy, cậu Phêrô đi mô lành Bory đã 18 tuổi rồi, sau đó lên đài chủng viện ở Toul. Trong thời gian học thần học, thầy quyết định đi truyền giáo để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thầy bắt đầu tập chịu khổ cực trong cách ăn mặc cũng như tiêu pha. Thầy sốt sắng cầu nguyện và thích yên lặng một mình nơi thanh vắng.
bước sang năm thứ ba tại đài chủng viện, thì thầy chịu tăng cha rồi từ giả mẹ để vào chủng viện hội thừa sai Paris. Lúc đi, thầy phải lén trốn mà đi vì biết rằng bà mẹ sẽ đau khổ khi nhìn con ra đi. Trước lòng quả cảm và cương quyết cùng lòng đạo đức sâu xa của thầy, bề trên đã xin tòa thánh chuẩn cho thầy được thụ phong linh mục sớm vì chưa đủ tuổi, nhưng đã học xong thần học. Ngày 21 tháng 11 năm 1830, thầy thụ phong linh mục tại Bayeux. Ngay sau khi thụ phong linh mục, cha được lệnh bề trên đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha vui mừng và ngày 1 tháng 12, cha xuống tàu vượt biển tới ngày 15 tháng 7 năm 1831, tàu mới cập bến Macau. Rồi từ Macau, cha tiếp tục tìm đường đi tới Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 1832, cha tới Bắc Việt nhận tên Việt Nam là Boricao. Giữa lúc vua Minh Mạng đang tìm cách cấm đạo, sau 4 tháng học tiếng Việt, cha đã có thể giảng và giải tội được, thì bề trên lại sai cha đến coi xứ Nghệ An. Nhờ tính tình vui vẻ, lại biết sống hòa đồng với mọi người, nên cha được nhiều người quý mến và nể trọng. Cha Metson làm chứng rằng, dù không hợp với đồ ăn Việt Nam, cha Boricao vẫn ăn cách ngon lành, làm như đã sinh ra ở Việt Nam vậy. Cha lại rất bình dị, hòa đồng với mọi người, đôi khi còn biết nói đùa với họ nữa. Năm 1833, khi có lệnh bắt đạo, các linh mục thừa sai phải tản mát để tìm nơi trú ẩn. Cha Ferro Boricao lúc ấy đang coi xứ Bình Chính, Bố Chánh, tỉnh Quảng Trị, nơi có tới 20.000 giáo dân. Để làm một vụ, cha cũng phải di chuyển liên tiếp tới 17 lần. Năm 1835, cha có ý định táo bạo là sẽ về kinh đô để biện hộ đạo trước mặt vua. Nhưng các thừa sai khác can ngăn vì biết rằng vua Minh Mạng đã quá biết về đạo rồi. Tuy thế, cha vẫn phải làm một vụ một cách lén lút trong vùng Quảng Trị. Năm 1838, cha Con Đà Lạt Kim bị tố cáo là mở chủng viện ở Di Loan. Vua Minh Mạng ra lệnh truy lùng bắt tất cả các đạo trưởng, kể cả vùng Bố Chánh, thủ phủ của Nghệ An. Trong dịp này, cha Phêrô Phủ Đăng Khoa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm đã bị tố cáo và đã bị bắt cùng với những người giúp việc hai cha. Một trong những người giúp việc này vì bị đánh đau quá phải khai chỗ ở của cha Boricao ở xóm Trà, xứ Mỹ Hảo, nên quan quân đã đổ xô về lùng bắt rất dữ tợn. Trước tình thế nguy ngập, cha Boricao không thể ở lại nhà nào được đến vài giờ. Cha luôn luôn phải di chuyển. Nhiều tín hữu muốn cho cha trú ẩn trong nhà, nhưng lại sợ những người khác bị đánh đập tra khảo thì lại tố cáo. Cuối cùng, ngày 31 cuối tháng, anh Tham là một giáo dân tốt đã đưa cha xuống thuyền nhỏ chèo ra khơi, chờ đợi cuộc lùng bắt lắng dịu thì sẽ trở vào. Nhưng rồi trời bỗng trở gió, giông tố kéo lên, dồn thuyền của cha tấp vào bờ. Cha nghĩ rằng đây là dấu chú muốn cha ở lại. Cha bỏ thuyền lên đất liền, vào ẩn núp dưới một hố sâu có cây cối che phủ khá kín đáo. Thế rồi vào lúc trời tối, một em bé gái 16 tuổi bị bắt và bị tra khảo. Dù biết chỗ cha trú ẩn, nhưng em nhất định không nói. Em bị bọn lính đánh đau quá. Ông bố thấy con mình bị đánh tàn nhẫn quá thì xúc động thương con. Ông ta đã chỉ chỗ gần nơi cha trú ẩn. Giữa đêm khuya, cha Boricao nghe rõ bọn lính đang tiến lại gần chỗ của mình, thì cha ra khỏi hầm
lớn tiếng hỏi: Các anh tìm ai? Toán lính bỡ ngỡ thấy một bóng đen to lớn từ dưới đất chui lên, họ tưởng là ma nên không dám tiến lại gần. Một lát sau, họ nhìn thấy rõ hơn. Họ yêu cầu cha ngồi xuống. Cha bình tĩnh ngồi xuống đất, và họ xông tới đè cha xuống và trói, rồi thi nhau đánh cha như để trả thù. Trên đường dẫn cha về thì thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Tự chạy lại, tự xưng là đệ tử của cha. Cha do dự định không nhận, nhưng thầy Tự đã năn nỉ: Xin cha cho con theo cha đến cùng. Cha Boricao nghe thầy nói thế thì xúc động. Ngài tháo chiếc khăn quàng, xé một mảnh trao cho thầy và nói: Con cầm lấy, hãy giữ nó làm bằng chứng cho lời con đã hứa. Thầy Từ giữ mãi miếng vải ấy trong suốt thời gian ở tù. Và cuối cùng, thầy cũng đã theo chân thầy của mình là cha Boricao để được phúc tử đạo ngày 1 tháng 7 năm 1840. Bị giải về giam tại nhà tù Đồng Hới, cha vui mừng gặp được hai cha Việt Nam là cha Vinh Sơn Điểm đã cao tuổi và cha Phêrô Vũ Văn Khoa. Các cha gặp nhau thật vui vì sẽ được an ủi, khích lệ nhau. Hai cha Việt Nam thì cảm thấy an tâm hơn khi có cha Boricao trẻ lại lanh lẹ. Khi phải ra tòa có tra vấn điều gì thì đã có cha Boricao trả lời thay rồi. Sau ít ngày, các quan gọi các cha ra công đường để tra vấn. Cuộc tra vấn lần này có cả quan bố chánh Nguyễn Đăng Uẩn, quan giám sát Phan Trữ tham dự. Quan tỉnh Đồng Hới đã hỏi: Đạo trưởng Cao và đạo trưởng Điểm, các ông biết là đã có lệnh vua cấm đạo gia tô mà các ông còn rao giảng. Tuy vậy, nếu bây giờ các ông bước lên thánh giá thì chúng tôi sẽ tha cho các ông về tự do. Cha Boricao khẳng khái trả lời: Không thể được, 100.000 lần cũng không thể được. Quan lại nói: Đạo trưởng Cao, ông là người Âu Châu đến xứ này truyền đạo, sao ông không tìm cách hồi hương? Ở đây cứ phải trốn tránh liên miên rồi bị bắt và chịu đánh đập khổ sở làm chi? Vậy trước khi bị bắt ông ở đâu? Nói để tôi tìm cách giúp ông. Cha trả lời: Tôi mới tới truyền đạo ở đây. Vua cấm đạo, vua cấm cả tàu bè nước ngoài đi lại. Tôi có muốn về thì cũng không có cách nào về được. Còn những người tôi gặp gỡ quen biết, họ đều là con dân của vua. Xin miệng cho tôi khỏi phải nhắc đến tên của họ. Phần riêng tôi, nếu các quan bắt thì tôi xin sẵn lòng chịu mọi hình khổ. Nhưng tôi xin chỉ một mình tôi chịu mà thôi. Xin đừng làm khổ những người liên hệ với tôi. Nghe cha Boricao trả lời, quan tỉnh trưởng tỏ ra bất mãn. Quan cho lệnh bắt nằm xuống, đánh đủ 50 roi. Đội lính nọc cha ra, đóng cọc trói chân tay lại, để bên dưới cằm và dưới bụng hai viên gạch. Rồi đội lính thay nhau đánh đủ 50 roi. Máu vọt ra. Cha Boricao vẫn nín thinh. Tới roi 30 thì đau quá, ngài thoi thóp rên rỉ. Đánh xong, quan còn hỏi sắc hồng: Đạo trưởng, có đau không? Cha thều thào nói trong đau đớn: Tôi cũng là người có xương có thịt, làm sao lại không cảm thấy đau đớn? Nhưng vì Chúa, tôi vẫn chịu được. Ngày hôm sau, cả ba linh mục phải ra hầu tòa. Hôm ấy là ngày 4 tháng 8 năm 1838.
Trước tiên, quan hỏi cha Phủ Đăng Khoa. Đạo trưởng Khoa trước đây có biết hai ông Cao và Điểm không? Cha Boricao vội trả lời thay. Bây giờ thì chúng tôi biết nhau cả. Trước đây, vì bị bắt hại nên mỗi người chúng tôi phải ẩn lánh một nơi. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Tự cùng bị bắt với cha Boricao cũng bị giam chung với các cha. Và thầy bị đánh đòn rất nhiều. Nhưng lúc nào thầy cũng tỏ ra can đảm và quyết chí theo các cha cho đến chết. Có lần quan tỉnh Đồng Hới nói với cha Boricao: nếu ông không khai những người quen biết và những nơi ông đã ở, thì tôi sẽ ra lệnh tra tấn tên Nguyễn Văn Tự này cho đến chết. Thấy thầy Phêrô Nguyễn Văn Tự bị tra tấn dã man đau đớn quá, thì cha khai tên mấy người đã chết và một vài nơi ở miền Bắc mà cách đây cả 7-8 năm khi cha mới đến Việt Nam đã có dịp đi qua. Quan tỉnh Đồng Hới còn khủng bố tinh thần cha như sau: ông không chịu khai, tôi sẽ cho giải về kinh. Ở đấy có lò lửa, có kìm sắt nung đỏ, người ta sẽ xẻo thịt ông ra từng mảnh. Khi ấy ông còn có gan chịu nổi hay không? Cha trả lời: thưa quan lớn, khi nào vua triệu tôi về kinh, lúc ấy sẽ hay. Giờ này tôi chưa dám có ý kiến. Trong nhà tù, cha Boricao thường giữ giờ cầu nguyện chung với hai cha và thầy Tự. Lúc bị bắt, một tên lính đã lấy cổ tràng hạt của cha, nên sau đó cha đã dùng nan quạt để lần hạt. Sau này mấy người tới thăm đã tặng cha một cổ tràng hạt khác. Và một em bé thường xuyên đưa mình Thánh Chúa vào cho các cha, nên các cha rất vui và tâm hồn vẫn luôn bình thản, sẵn sàng đón nhận ý Chúa. Giữa lúc hoàn cảnh khó khăn này, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Phêrô Dumoulin Boricao làm giám mục miền Tây Bắc Việt với hiệu tòa Acon ngay trong nhà tù để thay thế đức cha Harvard Yu. Nhưng vì đang bị giam tù nên không thể tiến hành nghi lễ tấn phong. Vì lòng khiêm tốn, cha vẫn giữ bí mật, chưa tiết lộ cho ai, kể cả gia đình và mẹ của ngài. Cha chỉ một lòng khiêm nhường và cầu mong được phúc tử vì đạo. Từ trong lao tù, cha viết về cho hội thừa sai Paris những dòng tâm sự này: trong tâm hồn tôi vẫn luôn ôm hoài bảo được đổ máu ra để đền tội lỗi bản thân, đeo trên cổ một chiếc gông nặng 12 kg, nhưng tôi cam đoan là sẽ không bao giờ đổi cái gông này để lấy một triều thiên nào, dù quý báu nhất ở trần gian này. Trong một bức thư khác gửi cho mẹ và em, cha viết: thưa mẹ, ngày 1 tháng 10 năm 1829, ngày đó là hy sinh phải xa mẹ và các em, xa mà không còn hy vọng gặp lại ở trần gian. Chính sự kiện mẹ và các em vâng theo ý Chúa đã là sức mạnh nâng đỡ, là nguồn an ủi cho con. Hôm nay con báo tin về cho mẹ và các em có một hy sinh mới nữa. Nghe tin này, theo bản tính tự nhiên sẽ than khóc, nhưng phải nhìn lên tượng Chúa mà trấn an mình. Đó là tin con mong ước sắp được đổ máu mình ra để làm chứng đạo Chúa mà con rao giảng. Thanh gươm hay đoạn dây thần sẽ là khí cụ kết liễu đời con, nhưng con không sợ hãi. Trái lại, con sẽ là người hạnh phúc nhất đời, vì được đổ máu ra để đền tội chính mình và làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Con vĩnh biệt mẹ và các em.
ngày 24 tháng 11 năm 1838, Đức cha Boricao, cha Nguyễn Thế Điểm và cha Vũ Đăng Khoa ăn sáng xong, thì được báo tin bản án của ba vị đã được vua Minh Mạng chuẩn y. Một viên quan vào tận nhà tù đọc bản án. Đức cha Boricao bị trảm quyết, cha Linh Mục Việt Nam bị án xử giảo. Vị quan đọc xong bản án, Đức cha Boricao một mình tự nhiên đứng dậy và dõng dạc nói: Từ nhỏ đến nay chưa khi nào tôi sắp mình lạy ai, nhưng hôm nay tôi sắp mình xuống để cảm ơn quan lớn vì đặc ân quan lớn đã làm cho tôi. Nói xong, Đức cha quỳ xuống đất lạy ông quan vừa đọc bản án. Ông quan lúng túng, xúc động, không thốt nên lời, vội cản ngăn, tới ôm Đức cha đứng dậy. Sau đó, đám người bắt đầu trang nghiêm tiến ra pháp trường đồng hới. Đức cha Ferro di Molan Boricao cổ vẫn đeo gông, tay cầm tràng hạt đọc kinh, hai chân thản nhiên bước đều đều. Trên đường đi, Đức cha gặp một quan chức mà trước đây nổi tiếng là ghét đạo. Quan tiến lại gần hỏi Đức cha: Ông có sợ chết không? Tôi có phải là tên phản loạn hay trộm cướp gì đâu mà sợ chết. Tôi chỉ sợ một mình Thiên Chúa. Hôm nay tôi chết, rồi ngày mai sẽ đến lượt người khác, có gì mà sợ? Viên quan chức nghe nói, tưởng là Đức cha chửi xéo, nên ra lệnh vả miệng Đức cha. Nhưng không chú lính nào dám đánh Đức cha. Thế vậy, Đức cha quay lại xin lỗi: Bẩm quan, nếu lời tôi nói làm mất lòng quan lớn, thì tôi xin quan tha thứ cho tôi. Tiến tới pháp trường đồng hới, các cha Nguyễn Thế Điểm và Vũ Văn Khoa bị xử giảo trước. Sau đó, tới lượt Đức cha Boricao. Họ trói Đức cha lại. Tên Lý Hình rất kính trọng Đức cha. Anh phải uống rượu để thi hành lệnh xử Đức cha. Anh uống hơi quá chén nên say. Anh cầm gươm không vững. Anh run rẩy, lúng túng giơ gươm lên cao, chém một nhát đầu tiên trúng vào hàm răng và bả vai Đức cha. Máu me tung tóe làm Đức cha rất đau đớn. Anh phải chém tới nhát thứ năm, đầu Đức cha mới rơi xuống đất. Xác của Đức cha được chôn táng cùng với xác hai cha Việt Nam ngay tại pháp trường đồng hới. Một năm sau khi cải táng lên, xác Đức cha vẫn còn nguyên vẹn, được rước về mai táng tại nhà thờ Kẻ Gốm, tỉnh Nghệ An. Tới năm 1942, lại đưa về đặt tại nhà nguyện Hội Thừa Sai Paris, Pháp Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngày 24 tháng 11, Thánh Tử Đạo Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, Linh Mục. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm sinh năm 1761 tại làng An Do, gần Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Ngay từ nhỏ, cậu Vinh Sơn Điểm đã có lòng ao ước được dâng mình cho Chúa. Do đó, cậu chuyên cần học hành.
để khi có hoàn cảnh thì xin đi tu. Ý nguyện ấy Chúa đã chấp nhận. Và khi học xong bậc trung học thì cậu đã được nhận về trường Kẻ Vĩnh, Nam Định, thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, để theo học làm linh mục. Tại trường Kẻ Vĩnh, thầy Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm học xong triết và thần học. Bề trên thấy thầy là một chủng sinh đạo đức, tư cách chững chạc, lại học hành rất khá, nên Đức Giám Mục địa phận Tây Đàng Ngoài truyền chức linh mục cho thầy. Sau khi lãnh nhận chức linh mục, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm được bổ nhiệm làm chánh xứ Cồn Nam, kiêm nhiệm coi sóc các tín hữu thuộc vùng lân cận hạt bố chính. Với trọng trách này, cha Vinh Sơn Điểm đã nhiệt tình phục vụ và nêu gương sáng của một vị mục tử đạo đức, nhân từ, nhất là đối với người nghèo khổ. Cha tỏ ra yêu thương và giúp đỡ họ tận tình. Lúc nào cha cũng hết lòng và chuyên cần rao giảng lời Chúa và sốt sắng ban phát các bí tích cho giáo dân và loan báo tin mừng cho mọi giới, mọi người trong hoàn cảnh có thể được. Ngoài bổn phận rao giảng tin mừng cho mọi người, cha còn đặc biệt chú tâm tới việc huấn luyện và đào tạo các thầy giảng. Vì cha đã biết rõ vai trò các thầy giảng rất hữu hiệu và cần thiết để có thể quảng đại rao giảng tin mừng trong quần chúng. Để công việc tông đồ được kết quả tốt, cha thiết tha cầu nguyện với Đức Maria và ăn chay một tuần hai ngày, thứ tư và thứ bảy. Ngài nói, lời cầu nguyện phải đi đôi với việc hy sinh hãm mình. Có như thế, thì công việc tông đồ mới mong có kết quả tốt và mới được Chúa và Đức Mẹ chúc phúc. Năm 1838, vua Minh Mạng ra sắc chỉ quyết tâm tiêu diệt đạo Công giáo. Các cuộc bách hại đạo bắt đầu bùng nổ. Qua sắc dụ kinh hoàng ấy của vua Minh Mạng, các quan từ tỉnh đến huyện, khắp nơi ra công ra sức lập công với triều đình, nên kéo nhau đi tầm nã bắt các đạo trưởng và tín hữu. Ngày 2 tháng 7 năm 1838, quan quân kéo nhau về tầm nã vùng Bố Chính để bắt vị thừa sai Can Đan Kim. Không bắt được cha Can Đan Kim vì ngài đã trốn thoát, thì họ bắt được cha Vũ Đăng Khoa, trước kia là cha phó của cha Nguyễn Thế Điểm, cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang tại làng Lệ Sơn, rồi giải về nộp cho quan tỉnh Đồng Hới. Sau đó, quan quân lại tiếp tục truy nã khắp vùng Bố Chính. Quan quân không bắt được vị thừa sai nào, nhưng khi bao vây tới gần làng Đơn Sa, họ bắt được cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và một chú học sinh đi theo cha. Sở dĩ họ bắt được cha Điểm là vì khi nghe tin cha Vũ Đăng Khoa bị bắt, cha Điểm sai chú học sinh tên Sang đến làng An Bì dò hỏi xem các tín hữu ở đó có ai dám đón nhận cha tới ẩn trú không. Các tín hữu thấy mình không đủ bảo đảm an ninh cho cha nên không dám nhận lời. Lúc ấy cha còn đang lén lút trú ẩn ngoài đồng ruộng thì bị bắt, rồi cũng bị giải về Đồng Hới. Về tới Đồng Hới, cha bị tống giam vào nhà tù thì thật là một hồng ân vô cùng lớn lao. Ngài gặp lại được cha Khoa, cha Bori Cao, thầy giảng Nguyễn Khắc Tự, ông trùm Nguyễn Hữu Quỳnh. Tất cả các chứng nhân này sau đã được phúc tử đạo và nay đã được cùng nhau tôn vinh lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị giải về tới Đồng Hới, cha còn đang mệt nhọc,
và vì quá sợ hãi nên khi bị tra tấn, bị đánh đòn quá đau đớn, cha Vinh Sơn Điểm đã lỡ miệng khai một vài tên nhà tín hữu cha hay lui tới. Nhưng khi bắt cha bước lên ảnh tượng thì cha lại rất cương quyết và mạnh bạo, nhất quyết không bước qua. Khi đã đánh cha ngất xỉu thì họ đưa cha về nhà giam. Tỉnh lại, cha vô cùng ân hận vì đã lỡ miệng khai một vài nhà người tín hữu. Cha tìm cách để cải chính với các quan. Sau ít ngày, quan lại gọi cha tới công đường. Cha đã nhanh nhẹn thưa ngay với quan: "Thưa quan lớn, tôi già nua lẫm cẩm và vì trong lúc quá sợ hãi nên tôi đã khai lung tung không đúng, có khi gây hiểu lầm và oan cho những người khác. Xin quan lớn bỏ qua những lời khai của tôi lần trước." Quan thấy cha già 77 tuổi rồi lại ốm yếu thì không tra tấn thêm. Đằng khác, theo luật pháp lúc ấy, cấm tra tấn tù nhân cao niên, nhưng vẫn lệnh cho bắt cha phải đeo gông và xiềng xích. Đêm ngủ thì hai chân bị cùm trong xà lim. Những lần bị cha khảo sau thì bao giờ cũng được đi theo cha Võ Đăng Khoa và cha Bori Cao, nên mỗi khi bị cha vấn thì bao giờ hai cha trẻ cũng trả lời thay cho cha già. Cha già Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cứ giữ thinh lặng. Ngài chỉ lên tiếng khi phải tuyên xưng đức tin của mình. Có lần quan hỏi cha: "Này đạo trưởng Điểm, hoàng thượng đã ra lệnh cấm đạo rất nghiêm khắc, vậy nếu ông bước qua thánh giá thì tôi sẽ cho ông về tự do. Ông già rồi, tôi cũng không muốn hành hạ và giết ông." Cha nghe quan nói, cha đứng thẳng người và bằng một thái độ rất khẳng khái, cha nói: "Thưa quan lớn, tôi thà chết 100 lần chứ bước qua thánh giá thì 100.000 lần cũng cương quyết là không." Trong thời gian bị giam tù chung với các linh mục, thầy giảng và giáo dân, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm chứng tỏ được tư cách của một linh mục niên trưởng. Ngài luôn xuất sáng nhắc nhở mọi người đọc kinh, cầu nguyện. Ngài khuyến khích mọi người phải luôn trung thành với Chúa, dầu có phải chết thì cũng phải can đảm chấp nhận. Ngài luôn vui vẻ với mọi người, chia sẻ cơm bánh cho cả những bạn tù không phải là công giáo. Ngài vui mừng chia sẻ niềm vui với cha Bori Cao khi được tin tòa thánh đặt ngài làm giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài. Trước những tin vui mừng đó, các cha cảm thấy phấn khởi và thêm lòng cậy trông vào ơn Thánh Chúa. Nhất là được thêm ơn Chúa Thánh Thần, cha Khoa, cha Điểm sung sướng đến xin phép lành của đức tân giám mục Bori Cao ngay trong nhà tù. Mọi người vững vàng và xuất sắng cầu xin được phúc đổ máu mình ra tử vì đạo để làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Tuy bị giam cầm trong nhà tù, nhưng các môn đệ của Chúa Kitô luôn vui vẻ và sống an bình trong tình thương của Chúa. Sau nhiều ngày bắt tù tội và đã tìm mọi cách để thuyết phục các ngài bước qua thánh giá và bỏ đạo, nhưng đều thất bại, nên các quan đã bàn luận và đồng thuận làm bản án gửi về triều đình xin vua Minh Mạng phê chuẩn. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, bản án được vua Minh Mạng phê chuẩn gửi về tới Đồng Hới. Ước mong của cha già Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm đã được toại nguyện. Cha bị án xử giảo, nghĩa là bị thắt cổ, cho tới khi chết. Đức cha Bori Cao và cha Phê-rô Võ Đăng Khoa cũng bị xử cùng ngày.
cả ba vị chiến sĩ kiên cường của Chúa cùng bị điệu ra pháp trường. Đi trước mỗi cha là một anh lính đi trước cầm tấm thẻ ghi chữ Hán cho mọi người biết đây là đạo trưởng của tà đạo Gia Tô đã ngoan cố bất chấp lệnh của vua nên phải chết. Tất cả đi tới nơi xử, cha già Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm quỳ xuống cầu nguyện, rồi đội Lý Hình tới tháo gông, cởi xiềng xích, rồi trói chân tay cha vào cột, đoạn cuốn dây thừng vào cổ cha. Mỗi đầu dây có hai anh lính cầm đầu dây sẵn sàng. Đợi hiệu lệnh thì các anh lính kéo hai đầu dây thật mạnh cho tới khi vị chứng nhận đức tin tắt thở. Cha Phêrô Võ Đăng Khoa cũng bị xử cùng một hình thức như cha Vinh Sơn Điểm. Còn đức cha Bori Cao là người ngoại quốc thì bị trảm quyết chém đầu. Sau đó, giáo dân tới xin thi hài ba vị tử đạo và theo lệnh chỉ được chôn táng ngay nơi xử. Nghĩa là ngay tại pháp trường Đồng Hới. Về sau, cha tự đã cải táng rước về nhà thờ họ Hướng Phương. Tại đây đã xảy ra một sự kiện lạ lùng là có một chú học sinh lén tới lấy trộm một khúc xương đốt ngón tay trỏ của cha. Anh này liền bị đau bụng hãi hùng. Cha tự thấy thế, nghĩ chú này đã làm điều gì bậy bạ. Cha hỏi thì chú thú nhận là đã lấy khúc xương ngón tay của cha thánh. Chú đem trả lại và đến quỳ cầu nguyện trước linh hài cha thánh thì được khỏi ngay. Một chuyện khác là năm 1867, một chú điền nuôi nhiều bò. Một hôm ông thả bò tới ăn cỏ và dẫm lên mộ của cha. Mấy con bò ăn cỏ xong và dẫm lên mộ của cha liền bị liệt chân, không sao đi nổi. Ông điền chủ biết tội liền tới quỳ bên mộ khấn xin cha thánh tha tội. Sau đó đàn bò liền khỏi và đi lại một cách bình thường. Nhiều người đau ốm đã tới khấn xin với ngài và được khỏi bệnh như lòng tin cậy. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn phong cha già Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngày 26 tháng 11, Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh Mục, năm 1780, năm 1839. Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1780, trong một gia đình rất hiền lành, ngoan đạo tại làng Hương Cát, tỉnh Nam Định. Khi còn nhỏ, gia đình gọi cậu là Doãn. Khi bắt đầu đi học, thì cha mẹ làm giấy khai sinh cho con và đặt tên là Nguyễn Văn Xuyên. Cậu Xuyên rất thông minh, học hành rất giỏi. Cha mẹ cho cậu đi học chữ Nho. Sau lớn lên, thấy con mình thông minh, sáng dạ, thì ông bà dẫn con tới nhà xứ, xin đức cha Delgado y nhận giúp đỡ để cậu Xuyên được ăn học tới nơi tới chốn. Đức cha Delgado y nhận
và giúp cậu học hành và tập sống đời tu trì. Cậu rất chăm chỉ học tập và giữ kỷ luật nhà chung rất nghiêm chỉnh. Do đó, các cha đều nhận định rằng cậu Đa Minh Xuyên rất ngoan ngoãn, dễ dạy và rất chịu khó chu toàn mọi công việc được trao phó. Đức cha thấy cậu Xuyên học giỏi, lại ngoan ngoãn đạo đức, nên gửi cậu về trường Latin ở Lục Thủy để học Latin, rồi sau đó học tiếp các chương trình triết và thần học. Tới năm 1813, lúc thầy 33 tuổi, thì đức cha Delgado y truyền chức linh mục cho thầy. Vì ngay từ khi còn nhỏ, cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên đã có lòng sùng kính đức mẹ mân côi rất đặc biệt. Cho nên, cha đã xin đức giám mục giáo phận cho phép gia nhập dòng Đa Minh để cùng với các cha dòng Đa Minh truyền bá lòng sùng kính đức mẹ mân côi. Được đức giám mục cho phép, cha vui mừng nhập vào dòng Đa Minh. Rồi qua thời gian thử thách và luyện tập theo luật dòng, tới ngày 20 tháng 4 năm 1820, cha được tuyên khấn theo luật dòng tại Lục Thủy, thuộc giáo phận Bùi Chu. Là linh mục dòng Đa Minh, cha đã nhiệt thành phục vụ các giáo hữu, liên tiếp đi giảng tĩnh tâm cho nhiều nơi, giảng dạy giáo lý cho mọi tầng lớp tuổi tác, sốt sắng cử hành phụng vụ thánh thể và các bí tích. Thấy cha sốt sắng hoạt động thành công, thì đức giám mục cử ngài về coi sứ Phạm Pháo, rồi sứ Kẻ Mèn trong 4 năm. Đây là những sứ lớn, giáo dân rất đông, nên công việc mục vụ lại đòi hỏi cha phải mệt mỏi liên tiếp. Sau đó, cha lại lập thêm xứ Vinh Sơn. Cha ở xứ Vinh Sơn một thời gian, thì bề trên lại chuyển cha về coi xứ Đông Xuyên. Ở xứ Đông Xuyên 13 năm, 7 năm đầu, tình hình rất yên ổn trong cảnh thái bình. Nhưng những năm kế tiếp thì thật là sầu khổ, vì cảnh mất mùa, hạn hán, đói kém, nên nạn trộm cướp mọc lên khắp nơi. Chính trong thời gian khổ cực này, thì bọn giặc Phan Bá Vành nổi lên cướp phá, gieo rắc thêm bao khốn cực cho người dân hiền lành. Bổn đạo rất cực khổ vì đói khát, cướp bóc, hạn hán, mất mùa, vân vân. Cha cũng phải chia sẻ cảnh đói khổ này. Đã hơn một lần, bọn cướp xông vào nhà thờ, nhà sứ cướp hết đồ đạc, kể cả đồ thờ phượng, áo lễ, chén lễ. Thấy vậy, giáo dân đến an ủi thì cha nói: nếu Chúa không muốn cho cha dùng những đồ ấy nữa, thì cha xin bằng lòng, xin vâng, không dám kêu trách gì nữa. Trong những năm này, vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo mỗi ngày thêm khốc liệt hơn. Đức giám mục chỉ định cha Xuyên về giúp cha Du Xe Hiền tại chủng viện Ninh Cường. Sau gần 2 năm, đức giám mục lại gọi cha về giúp tòa giám mục tại Bùi Chu. Tình hình lệnh truy nã các đạo trưởng mỗi ngày thêm khó khăn, nên đức giám mục Delgado y phải bỏ Bùi Chu trốn sang Kiên Lao, rồi cuối cùng đức cha Delgado y cũng bị bắt tại đó. Trước tình thế khó khăn
và bị bắt bớ như thế. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên vẫn kiên trì coi sóc con chiên trong vùng Bùi Chu Kiên Lao trước nhiều đe dọa. Cha liên tiếp phải trốn lánh, len lỏi từ nhà này qua nhà khác. Ban đêm, cha dâng thánh lễ và cử hành các bí tích, đồng thời thăm viếng, an ủi và khích lệ giáo dân trong cảnh cấm cách này. Ngày 18 tháng 8 năm 1839, cha tới họ Phú Đường thăm viếng giáo dân và dâng thánh lễ, rồi phải vội vã lẩn trốn về họ Hạ Linh ngay. Vì hôm đó là ngày lễ kính thánh do A Kim, bổn mạng của họ Hạ Linh. Trong dịp này, có một người đã quen biết cha khi cha còn ở Bùi Chu, đã vội vã đi tố cáo cha với quan huyện Xuân Trường gần đó để lấy tiền thưởng. Được tin báo có đạo trưởng đang lẩn trốn tại Hạ Linh, ngày 18 tháng 8, quan huyện liền kéo quân tới vây kín làng. Quân lính ẩn núp trong các bụi tre rậm rạp không ai nhìn thấy. Bọn lính chờ đợi, dò dẫm tới khi thấy cha Xuyên mặc áo lễ để dâng lễ, thì tiếng chiêng, tiếng còng, tiếng tù và nổi lên vang dội khắp làng. Thấy hoàn cảnh như thế, cha Xuyên biết tình thế rất nguy cập. Cha cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng vì hầm trú ẩn của cha ở xa, không kịp nên bị quân lính xông tới bắt trói. Đồng lúc quân lính vây hãm trong làng. Khi ấy, còn một cha khác cũng đang dâng lễ. Cha đã vội vã chịu mình thánh và máu thánh, rồi chui trốn xuống hầm ngay tại đó, nên quân lính không tìm thấy. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên bị quân lính bắt trói lại và giải tới trình diện trước mặt quan. Quan huyện tra hỏi lý lịch và nghề nghiệp của cha. Cha Nguyễn Văn Xuyên bình tĩnh trả lời: "Tôi là Nguyễn Văn Xuyên, linh mục Công giáo. Tôi không phải là người của làng này, nhưng thuộc làng khác." Quan đưa cho cha một cây thánh giá và hỏi cha: "Ông có biết ông chúa này không?" Cha vui vẻ trả lời: "Có, tôi biết. Đây là Chúa Giêsu mà chúng tôi tôn thờ." "Nếu cụ có tiền thì chúng tôi sẽ lo liệu được cho về." Cha đáp: "Nếu quan làm ơn làm phúc mà tha cho tôi thì tôi nhờ. Nếu quan bắt tôi vì tôi là đạo trưởng thì tôi xin vâng. Tôi không có tiền chi cả ngoài cái thân xác nghèo hèn này." Nghe cha nói thẳng thắn như thế, quan truyền lệnh đóng gông vào cổ và xiềng xích chân tay lại, rồi giải về huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Sau đó ít ngày, giáo dân họ Hạ Linh mang tiền tới huyện định xin chuộc cha. Biết ý đó, cha đã khuyên can họ không nên làm như vậy. Cha nói: "Các con hãy về lo cho họ đạo của mình thôi. Còn việc của cha, hãy để cho Chúa lo. Cha sẵn sàng vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời định liệu. Nếu Chúa đã thương và muốn cha như thế này, thì chẳng nên mất tiền chuộc cha làm chi, kẻo lại trái ý Chúa thì không được." Mặc dù cha đã can ngăn như thế, giáo dân Hạ Linh cứ đem tiền đến quan huyện để xin chuộc cha. Quan huyện nói: "Tội chúng mày thì thế nào cũng định liệu cho xong, nhưng tội của cụ Xuyên
thì không thể xong được. Vì bây giờ quan đốc tỉnh Nam Định đã biết cả rồi. Dù ta có muốn thì cũng không thể nào làm theo ý chúng bay được. Nghe quan nói thế, giáo dân buồn bã ra về. Một vài người trở lại gặp cha Xuyên, nói cho cha biết công việc xin chuộc cha không xong. Họ nức nở khóc và thưa với cha: chúng con xin vâng theo ý cha, lãnh nhận thánh ý Đức Chúa Trời. Xin cha nhớ thương cầu nguyện cho chúng con. Với nụ cười khoan dung và bằng một giọng nói rất vui vẻ, cha khuyên: Chúa đã định như vậy thì chẳng ai có thể làm khác được. Chúng con hãy cầu nguyện để cha can đảm chịu mọi sự khó cho nên. Cha rất vui lòng được chịu mọi sự khốn khó vì Chúa. Được chết vì Chúa là hạnh phúc lắm các con ạ. Cha phải đeo gông rất nặng. Muốn đi phải có hai người nâng đỡ mới có thể đi lại được. Khi quan huyện Xuân Trường cho giải cha lên tỉnh Nam Định, thì quân lính phải buộc dây vào đầu gông rồi kéo cha đi. Thật thê thảm. Tới tỉnh, quan tổng đốc thấy cha tiều tụy quá thì không tra hỏi gì, liền ra lệnh tống giam vào ngục và bắt nhịn đói. Ngày hôm sau, quan cho lệnh ra hầu tòa. Quan hỏi: ngươi là kẻ có danh giá trong làng, tại sao nên nông nỗi này? Tên ngươi là gì? Ở làng nào và làm nghề gì? Thưa quan lớn, tôi là Nguyễn Văn Xuyên, quê cha tôi ở làng Hương Cáp, mẹ tôi ở làng Sa Cát. Khi còn nhỏ, tôi đi giúp đức cha Delgado Y. Ngài cho tôi học và làm đạo trưởng trong đạo. Từ ngày làm đạo trưởng, ngươi ở đâu và làm những gì? Khi vua chưa cấm đạo, thì tôi ở làng Đông Xuyên, giảng đạo cho người ta biết đạo Đức Chúa Trời là đạo thật. Từ khi vua ra lệnh cấm đạo, thì tôi phải di chuyển ở nhiều nơi. Quan tổng đốc truyền đưa tượng chịu nạn cho cha và hỏi: nếu ông vâng lời vua mà bước lên tượng này và bỏ đạo thì được tha ngay. Còn nếu không, thì ông phải chết như nhiều người đã phải chết. Quan còn dùng nhiều lời ngon ngọt để dụ dỗ cha. Nghe quan nói, cha quỳ xuống, một tay để trên ngực, một tay giơ cao tượng Chúa, rồi cha thưa lại: bẩm quan lớn thương tôi mà tha cho tôi, thì tôi muôn vàng đội ơn quan lớn. Còn việc bước lên tượng Chúa tôi, thì muôn vàng lần không, tôi không dám. Thấy thái độ cương quyết của cha thì quan đốc tức giận, dùng những lời khinh bỉ, sỉ vả làm nhục cha. Những người lính đứng hầu thấy cha bị sỉ nhục quá thì thương và khuyên cha: ông cứ quá khóa đi, kẻo chết thì uổng lắm, ông à. Cha đáp: chết thì tôi chấp nhận, chứ bước lên Chúa tôi thì tôi dứt khoát là không dám. Quan tổng đốc nổi giận, truyền lệnh cho bọn lính: chúng bay đem nó đi mà đánh chết. Cứ việc đánh, nát xác thằng ngu xuẩn này, vô tội vạ. Được lệnh, quan tổng đốc
bọn lính đem cha ra ngoài, trói chân tay rất chặt. Chúng kéo lôi mạnh đến nỗi xái cả khớp xương của cha, rồi đánh đập rất tàn nhẫn, đau đớn vô cùng. Đau đến ngất xỉu, miệng cha chỉ kêu được: Giêsu Maria, xin cứu con. Thấy cha xỉu, quan tưởng là cha đã chết. Khi quan truyền cha đứng lên lạy tạ mà về, nhưng cha không còn biết gì nữa. Sau đó quân lính phải khênh cha về nhà tù. Một tuần lễ trôi qua mà cha vẫn còn bị đau đớn bởi trận đòn tàn khốc nói trên. Quan tổng đốc lại cho lệnh đòi cha tới thẩm vấn nữa. Lần này, quan đốc dùng lời lẽ lịch sự khuyên cha bước lên tự Chúa. Cha vẫn một mực cương quyết không bước lên tự Chúa, không bỏ đạo. Quan đốc lại bực mình cho đánh nữa. Nhưng lần này, Chúa ban thêm sức mạnh và can đảm, nên cha cũng cảm thấy đỡ đau đớn hơn trước. Cha cố gắng lết tới gần quan tổng đốc và nói: Bẩm quan lớn, tôi xin thưa với quan lớn một lần nữa rằng, dù sống, dù chết, tôi cương quyết không bao giờ bỏ Chúa là đấng dựng nên trời đất. Tôi thà chết vì Chúa hơn là nghe quan lớn bỏ Chúa để được sống thêm ít ngày nữa, rồi cũng phải chết đời đời. Quan tổng đốc giận quá, quát lớn tiếng: Ta không thèm nghe thằng ngu xuẩn này nữa đâu. Nó đã uống thứ thuốc bùa ngãi nào rồi, nên không ai dạy bảo được nó nữa. Chỉ còn việc đánh đòn mà thôi. Quân lính lại trói cha vào cột và đánh cha 30 roi. Thấy bị đánh mà cha cũng không lên tiếng. Quan ra lệnh thôi. Quan quyết định làm bản án để trình về triều đình. Nhưng lại có người tới trình với quan tổng đốc rằng: Người này là kẻ thay quyền tên giám mục Delgado y, nên còn giữ nhiều của cải của ông ấy. Nghe nói thế nên quan nổi lòng tham, liền ngưng lệnh xử án để quan dò xét thêm. Ban đêm, quan tổng đốc cho gọi cha tới điều tra về vụ tiền bạc của đức giám mục Delgado y. Quan muốn khủng bố tinh thần cha, nên một bên để các đồ tra tấn thật kinh sợ để đe dọa. Một đàng, quan dùng lời lẽ ngọt ngào, buộc cha phải khai ra chỗ cất giấu của cải, vàng bạc. Cha thành thật thưa với quan đốc: Bẩm quan lớn, thật tình tôi không được quyền kế vị đức giám mục. Khi còn nhỏ, tôi có ở với ngài một thời gian, rồi tôi vào chủng viện học hành. Khi lớn lên, tôi lãnh chức đạo trưởng, rồi đi làm việc. Tôi chỉ được gặp ngài mỗi năm một lần mà thôi. Tôi không hề biết của cải vàng bạc của ngài. Đang lúc bực tức và tham lam, quan truyền lấy kìm sắt nung đỏ kẹp chín thịt cha. Cha chịu cực hình dữ tợn như vậy mà không một lời kêu than. Thấy cha không nào núng, quan lại truyền lấy kìm sống kẹp thịt quá đau đớn, khiến cha đã bất tỉnh. Quan cho lệnh đưa cha về ngục. Cha chịu cực hình quá đau đớn, thịt cha thối tha, sông mùi hôi thối. Quan cai ngục trình quan tổng đốc. Khi ấy,
quan tổng đốc mới cho thầy thuốc vào chữa trị cho cha. Trong lúc cha bị đau đớn hôi thối như vậy, thì nữ tu Maria Nụ được vào thăm cha. Chị nữ tu Maria Nụ ra vào nhiều lần, lấy nước nóng và thuốc băng bó cho cha. Chị Maria Nụ kể lại rằng, mỗi lần vào thăm và chữa trị cho cha, chị chỉ thấy cha đọc kinh Mân Côi. Cha nói với chị là chắc chắn cha sẽ được phúc tự vì đạo. Cha xin chị và giáo dân cầu nguyện cho cha được bền vững tới cùng. Ngày 25 tháng 10 năm 1839, quan tổng đốc viết án tử hình, gửi về kinh xin vua phê chuẩn. Ngày 12 tháng 11, vua cho chiếu chỉ hạ lệnh trảm quyết cha Nguyễn Văn Xuyên. Vài ngày trước khi bị xử, may mắn cha được chuyển nhà tù. Ở đây, cha gặp cha Thomas Định Viết Dụ. Hai đấng vui mừng ban bí tích cho nhau và khích lệ nhau thêm can đảm, chịu mọi sự khó và chết cho Chúa. Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai cha bị giải tới Pháp Trường Bảy Mẫu. Từ sáng sớm, đoàn quân đông đảo gươm giáo, voi ngựa đi hai hàng. Hai vị chứng nhân Chúa Kitô đi ở giữa, cổ đeo gông nặng nề, tay chân bị xiềng xích bước theo. Nét mặt tươi vui, thư thái và bình an. Hai cha vừa đi vừa cầu nguyện cho tới Pháp Trường Bảy Mẫu. Dân chúng đi xem đều bỡ ngỡ cảm phục vì thấy hai cha vẫn bình tĩnh, nét mặt vui tươi không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tới Pháp Trường, quan giám sát tiến lại gần hỏi hai cha lần chót. Các ông có muốn quá khóa để được tha chết không? Cả hai đấng đều lớn tiếng trả lời thật dõng dạc. Không. Rồi đưa tay cho Lý Hình tháo xiềng xích để trói vào quặp đã chôn sẵn. Chiêng trống vang lên 3 hồi, 9 tiếng. Tới tiếng chiêng trống cuối cùng thì hai nhát gươm vung lên, hai chiếc đầu rụng xuống. Hai tôi tớ Chúa được lãnh triều thiên tử đạo bay thẳng về trời. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, với 53 tuổi đời, phục vụ Chúa và giáo hội trong chức linh mục được 20 năm. Thi thể hai đấng được an táng ngay tại Pháp Trường Bảy Mẫu. Tháng Giêng năm 1841, giáo dân đã cải táng cả hai đấng, rước về Thánh Đường Lục Thủy, giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Từ nay thôi những ngày tan khổ buồn.
Ngày 26 tháng 11, Thánh Tử Đạo Thomas Đinh Viết Dụ, linh mục, sinh năm 1783, mất năm 1839. Thánh Thomas Đinh Viết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ bé, cậu Dụ đã yêu mến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, và cậu ước mong được dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa trong bậc tu trì. Để đạt được ước nguyện, cậu đã ra công gắng sức học hành tốt, có điểm cao. Nhờ vậy mà cậu Thomas Đinh Viết Dụ được bề trên nhận vào chủng viện học Latin, rồi triết học và thần học.
Khi đã hoàn tất chương trình học vấn của nhà trường, thầy Thomas Đinh Viết Dụ được thụ phong linh mục. Vì ngay từ nhỏ, cha Thomas Dụ đã có lòng yêu mến kinh Mân Côi và lòng sùng kính mẹ Maria cách đặc biệt, nên cha đã xin vào dòng Đa Minh. Được nhận vào dòng Đa Minh, cha qua nhà tập, rồi ngày 21 tháng 12 năm 1814, cha tuyên khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh và cha chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh. Lúc ấy, cha mới 31 tuổi. Với tuổi 31, cha Thomas Đinh Viết Dụ còn đầy nhiệt huyết. Cha xông xáo vào những nơi hang cùng ngõ hẻm để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi thành phần trong xã hội. Cha thu phục được nhiều linh hồn về với Chúa và tận tình giúp đỡ mọi người trong việc tông đồ. Tuy tận tụy với công việc mục vụ như thế, nhưng cha không hề sao lãng bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và đời sống tu trì đối với anh em trong dòng. Những người biết cha đều công nhận cha là một tu sĩ gương mẫu về đời sống chiêm niệm, ngày đêm đều chìm đắm trong suy niệm và luôn kết hợp với Chúa trong những giờ phút hoạt động bên ngoài. Bạn hữu đều tặng cha danh hiệu Thánh Bruno Việt Nam. Thánh Bruno nổi tiếng là vị thánh làm việc cũng hăng, mà cầu nguyện thì không biết mệt mỏi. Cha Thomas Đinh Viết Dụ đã được Đức Giám Mục bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Đông Xuyên, rồi giáo xứ Quốc Lâm. Năm 1838, Đức Cha lại bổ nhiệm cha tới xứ Liễu Đề, thay thế cha Phêrô Tuần đã bị bắt. Ngày 20 tháng 5 năm 1839, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh theo lệnh vua Minh Mạng cấm đạo, đưa 800 binh lính tới bao vây làng Liễu Đề, truy lùng bắt Đức Cha Hẹp Mô Siêu La Liêm vì có người tố cáo Đức Cha Hẹp Mô Siêu La Liêm đang trú ẩn tại làng này. Binh lính đã ra công ra sức lục soát khắp nơi trong làng, nhưng không bắt được Đức Cha vì Ngài đã trốn thoát rồi. Khi ấy, chỉ còn cha Thomas Dụ vừa làm lễ xong tại nhà bà Anne Thu. Được cấp báo binh lính đã vây kín chung quanh làng, nhưng cha không kịp trở về nơi trú ẩn. Cha liền cải trang thành người làm vườn, qua nhà bên cạnh, cặm cụi ngồi nhổ cỏ. Quan quân đi qua không để ý tới ông già làm cỏ trong vườn. Cuối cùng, người đi tố cáo nhận diện được cha. Anh đã hô lớn: "Ông này là đạo trưởng!" Thế là quân lính xông tới bắt trói cha, dẫn cha ra đình làng, nộp cho quan tổng đốc. Lúc ấy, quan đang ngồi đợi ở đình làng. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh vui mừng hỏi cha: "Ông có phải là đạo trưởng không?" Cha bình tĩnh và thẳng thắn trả lời: "Thưa phải, tôi là đạo trưởng có nhiệm vụ coi sóc các tín hữu ở đây." Quan lại hỏi cha về đức cha thừa sai Hẹp Mô Siêu La Liêm và các linh mục khác hiện nay ở đâu. Cha làm thinh không trả lời. Quan nổi sùng, cho lính lục soát khắp người của cha, xem có tiền bạc giấy tờ gì không. Nhưng quan càng thất vọng, vì trên người của cha chỉ có duy nhất một cổ tràng hạt Mân Côi. Quan cho lệnh tịch thu cổ tràng hạt và đánh cha 21 roi. Cha can đảm chịu đau đớn, không một lời kêu la oán trách. Bà Anne Thu vì không kịp cất giấu đồ lễ nên cũng bị bắt trói và giam tại đình làng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó, quan ra lệnh tha cho bà Thu về, còn cha thì phải đeo gông,
tay chân mang xiềng xích như một tội phạm, rồi dẫn giải về tống giam trong nhà tù tỉnh Nam Định. Tại nhà giam tỉnh Nam Định, cha Thomas Đinh Viết Dụ nhiều lần bị tra khảo, bị khuyên dụ bỏ đạo, đạp lên thánh giá và bị đòn vọt đau đớn. Nhưng cha cương quyết không thể bỏ đạo và nhất định không khai báo điều gì liên hệ hại đến các tín hữu. Chính vì thế mà cha đã bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần. Lần thứ nhất 90 roi, lần thứ hai 30 roi, các lần kế tiếp là 20 roi. Mỗi lần bị đánh xong thì những người lính còn chế nhạo, mắng nhiếc ngài một cách nhục nhã. Nhưng vị tông đồ của Chúa lúc nào cũng luôn tỏ ra nhẫn nhục và vui vẻ, coi đó là dịp tốt để được nên giống Chúa Kitô khổ nạn. Ông Giuse Hiền là nhân chứng kể lại rằng chính mẹ của ông ấy giả làm người hành khất vào tận ngục thăm nuôi cha. Khi gặp cha, bà thấy cha tiều tụy, quần áo rách nát vì bị tra tấn, máu me thấm đỏ cả quần lẫn áo, thì bà nức nở khóc. Thấy bà khóc thương cha, cha an ủi bà: sức lực cha bị suy giảm, nhưng cha còn có thể chịu được hơn nữa. Chúa Giêsu là Chúa mà đã chịu bao cực hình cay đắng đến cực độ để cứu chuộc chúng ta. Do đó cha cũng sẵn lòng chịu mọi hình khổ để được nên giống Chúa. Con hãy cầu nguyện cho cha vững lòng tin yêu và chịu mọi khổ nhục vì Chúa. Được chết vì Chúa là hạnh phúc nhất đời con ạ. Lần sau, bà cũng giả làm người hành khất để vào thăm cha. Bà kể lại rằng, khi gặp cha, cha vui vẻ và rất bình tĩnh. Cha nói: những cực hình sau này cha phải chịu, hình như Chúa đã giảm bớt sự đau đớn cho cha. Cha không biết ngày nào sẽ được hiến dâng mạng sống vì Chúa. Có thể từ đây anh chị em không còn gặp cha nữa. Bà hãy cầu nguyện nhiều, xin Chúa ban cho cha ơn nhẫn nại chịu đựng tất cả những điều người ta gây nên cho cha, để danh Chúa được cả sáng. Sau nhiều lần tra tấn, khuyên dụ không thành công, quan tổng đốc tỉnh Nam Định làm bản án với những lời lẽ như sau: đạo trưởng Thomas Đinh Viết Dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá gia tô tà đạo. Các quan đã hết sức khuyên dụ, dọa nạt và tra tấn để bắt y quá khóa theo luật nước, nhưng y không chịu. Y đã trở nên chai đá, không gột rửa được những điều dị đoan, đã quá ăn sâu. Do đó, mọi người thấy rõ y là kẻ điên khùng, cố chấp bất trị, đáng khinh dễ, vậy phải nghiêm trị. Không còn phàn nàn gì nữa. Ngày 7 tháng 11, vua Minh Mạng ký bản án. Sau 5 ngày, bản án gửi về tới Nam Định. Khi ấy, trong nhà tù còn có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, cũng đã bị bắt ngày 18 tháng 8, đã được đưa về giam tại đây, chung với cha Tô Ma Dụ. Cũng bị án tử hình với cha Đinh Viết Dụ. Hai cha được giam chung với nhau nên có dịp an ủi, khích lệ nhau, giải tội cho nhau, khuyến khích nhau kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng.
Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai chiến sĩ kiên cường của Chúa đã bị giải ra nơi xử án. Hai đấng cùng anh dũng tiến ra pháp trường bảy mẫu, đi giữa một đoàn quân oai vệ. Các quan cởi voi, chỉ huy đi tiên phong. Hai bên là cờ quạt, chiên trống. Đoàn quân rất hùng hậu, áp giải hai vị tông đồ của Chúa. Theo sau là dân chúng đông đảo ồn ào bước đi cách vội vã. Đoàn người nhìn hai đấng vai mang gông, tay mang xiềng xích, vừa đi vừa cầu nguyện, nét mặt tươi sáng, hân hoan, khiến nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng về thái độ vui vẻ của các ngài. Tới pháp trường bảy mẫu, quan chánh án hỏi lại lần cuối, nếu hai đấng thay đổi ý mà bước qua thập giá thì sẽ được tha. Nhưng cả hai chiến sĩ đức tin đều lớn tiếng trả lời không, rồi quỳ xuống tiếp tục cầu nguyện để sẵn sàng lãnh nhận án tử hình. Bà Maria ơn cũng chen chúc trong đám đông dân chúng để chứng kiến cuộc trảm quyết hai đấng đã kể lại rằng: chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy hai cha rất bình tĩnh, quỳ gối, chắp tay, ngửa mặt lên trời như để nói chuyện với các thiên thần đang bay lượn trên đầu các ngài. Bọn lính cưa gãy gông, cắt đứt xiềng xích sắt, rồi trói chặt tay hai cha vào cột, đoạn chém cổ hai cha. Sau khi thi hành án trảm, Lý Hình tung đầu hai cha lên cao 3 lần và nói lớn: đầu đạo trưởng đã bị chém đây. Cha Thomas Đinh Viết Dụ, hưởng thọ 56 tuổi, đã lãnh nhận phúc tử đạo đúng năm cha mừng lễ ngân khánh linh mục của cha, một mùa ngân khánh được ghi vào lịch sử giáo hội Việt Nam. Thi thể của hai cha được an táng ngay tại pháp trường bảy mẫu. Tháng Giêng năm 1841, giáo dân cải táng vứt về đặt tại nhà thờ Lục Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 3 năm 1900. Sau khi được tôn phong lên bậc chân phước, giáo quyền lại đặt thi hài của cha thánh Thomas Đinh Viết Dụ trong một chiếc hòm gỗ sơn son thiếp vàng và trưng bày tại đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Phú Nhai. Đời đời mãi mãi ghi nhớ hình ảnh vị thánh nhân chứng đức tin, người con ngoan ngoãn của Đức Mẹ Mân Côi. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 28 tháng 11, Thánh Andre Trần Văn Trông, quân nhân sinh năm 1814, qua đời năm 1835. Thánh Andre Trần Văn Trông sinh năm 1814 trong một gia đình công giáo đạo hạnh ở Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình. Cha là ông Tadeo Trần Văn Hoàn, làm nghề thợ bạc. Mẹ là bà Maria Gia, làm nghề nội trợ. Nhưng thật không may mắn, lúc cậu chồng được 15 tuổi thì cha cậu qua đời.
để lại cảnh mẹ quá nuôi 4 đứa con mồ côi cha. Gia đình nghèo túng, cậu phải bỏ học và cùng với mẹ, hai chị và một em gái theo bà con lối xóm về họ thợ đúc làm nghề dệt tơ cho hoàng gia. Cậu trông là người thật thà, luôn chăm chỉ làm việc và không ưa chuyện gây gỗ, cãi cọ, tranh giành với ai. Tính cậu rất trầm lặng, không ưa ồn ào, nhộn nhịp. Chiều chiều sau giờ làm việc, cậu thường lặng lẽ một mình mang cần câu ra bờ sông Hương để thả câu, hòa mình với thiên nhiên. Nhưng cuộc sống êm ả này không kéo dài được bao lâu, vì đồng lương không đủ cho cả gia đình sống. Tới 20 tuổi, cậu phải từ giã mẹ, hai chị và cô em gái út để lên đường nhập ngũ. Phục vụ trong ngành quân đội được 9 tháng, thì vua Minh Mạng ra lệnh các lính theo đạo Công giáo phải khai lý lịch. Trong dịp này, cậu Andre Trần Văn Trông bị bắt cùng với 12 quân nhân bạn khác, dẫn tới trình diện các quan. Trong tòa án có 5 quan ngồi chờ đợi để xét xử. Ngoài sân có đội quân cầm roi và lò lửa với kim kẹp để sẵn. Một vị quan hỏi các anh: "Chúng bay có chịu quá khóa bỏ đạo không?" Tất cả 12 người đều đồng thanh thưa: "Không." Lính chấn phủ bắt trói anh Trông rồi khênh qua thánh giá. Nhưng anh co chân lại, quyết chí không xúc phạm đến ảnh tượng Chúa. Các quan liền ra lệnh tra tấn, kìm kẹp rất dã man. Vì đau đớn và kinh hoàng quá, 12 đồng đội run sợ phải đầu hàng, bỏ cuộc. Còn lại một người duy nhất là anh quân nhân trẻ trung mới 20 tuổi đời, cương quyết chấp nhận mọi hình khổ, nhất định không chịu bỏ đạo. Các quan thấy anh khẳng khái như thế thì bàn định kết án tử hình, nhưng chưa xử ngay. Thế là anh binh nhì Andre Trần Văn Trông bị tống giam vào nhà tù suốt một năm trời, chịu nhiều cơ cực khổ sở. Nhưng trải qua mọi đau đớn khổ cực, lòng tin cậy nơi Chúa càng gia tăng và ơn Chúa tiếp sức cho anh càng dồi dào khác thường. Anh luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các bạn trong tù và khuyên bảo, khích lệ những người bạn đồng đạo. Anh luôn cầu nguyện bằng tràn hạt mân côi và dâng phó linh hồn và xác của anh cho Chúa và Đức Mẹ. Anh chỉ xin ơn duy nhất là được ơn bền vững tới cùng. Khi nhận được quà thăm nuôi của mẹ và của hai chị, anh Trần Văn Trông vui vẻ đem phân chia cho các bạn tù một cách rất thân ái. Nhờ lòng tốt và thân thiện như vậy mà anh Trông đã nhiều lần đi xưng tội và về thăm mẹ và các chị em. Có lần anh biết tin cha Ngôn đang âm thầm hoạt động tại Phú Xuân. Anh Trần Văn Trông đã xin ông cai đội quan ngục cho phép anh được về thăm mẹ. Nhờ thế, anh Trông đã lén lút treo thuyền đến bến đỏ bên kia vào giữa trưa, lúc dân chài đã lên bờ ăn uống nghỉ ngơi. Anh Trông liền xuống thuyền của cha Ngôn rồi đẩy thuyền ra giữa sông. Hai cha con tâm sự: "Anh xin xưng tội và cha Ngôn ban phép lành cho anh." "Anh xin rước lễ, nhưng cha hẹn sáng hôm sau tại Kẻ Văn." Sau đó anh trở về Kim Long. Anh ngủ tại nhà mẹ một đêm. Mẹ con gặp nhau xiết bao vui mừng. Mẹ anh khích lệ, khuyên anh hãy can đảm, sẵn lòng chịu mọi đau khổ vì Chúa và đức tin. Sáng hôm sau, anh tới điểm hẹn gặp cha Ngôn để lãnh nhận mình Thánh Chúa. Cha Ngôn cầu nguyện: "Ước gì mình Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con đến cuộc sống muôn đời." Anh Trông thưa:
Amen. Rồi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Sau đó, anh vui mừng trở về nhà tù trình diện viên cai ngục như lời hứa hẹn. Sau một năm tù đầy với muôn vàn hình khổ, trải qua nhiều cuộc tra tấn, nhưng không hy vọng gì anh chồng sẽ bỏ đạo, nên các quan quyết định xử trảm anh. Ngày 28 tháng 11 năm 1835, bản án được châu phê để đem anh đi hành quyết. Sáng sớm, người anh họ vào thăm. Anh Andre Trần Văn Trông nhắn người anh họ: anh hãy về ở giúp mẹ tôi. Anh nói với mẹ tôi rằng tôi đã được phúc chết vì Chúa. Xin mọi người giữ đạo Thánh Chúa. Còn phần tôi thì mọi sự đã xong, tôi không lo lắng gì nữa. Người lính mang bản án đến cho viên cai tù. Ông cho lệnh tập họp các tù nhân lại. Viên cai tù đọc bản án rồi đeo gông vào cổ anh chồng. Anh chồng được lệnh đi theo đoàn quân hành quyết tới pháp trường. Hôm ấy trời lâm râm mưa và nổi gió lớn. Anh Trần Văn Trông nét mặt tươi tỉnh, tay cầm tràng hạt vui vẻ bước theo đội quân. Mẹ anh được tin vội vã ra chợ An Hòa đón gặp con. Bà nói với con: con ơi, mấy lâu ở trong tù, con có mắc nợ của ai không? Hãy cho mẹ biết để mẹ thanh toán với người ta. Anh Andre Trông thưa lại: con không thiếu nợ của ai. Tiền nộp nhà tù và xiềng xích con cũng đã thanh toán xong xuôi cả rồi. Hai mẹ con âu yếm nhìn nhau từ giã lần cuối cùng. Khi đi tới nhà làng gọi là Bắc Đình, quan cho lệnh dừng chân. Anh lính tháo gông và xiềng xích ra. Anh Trông liền lấy xiềng xích nhờ người lính trao lại cho bà mẹ. Tới nơi xử, đội lý hình vuốt tóc anh và cột lên rồi kéo áo xuống dưới vai, trói hai tay anh về đằng sau lưng. Anh Trông quỳ trên chiếc chiếu đã trải sẵn và sốt sắng cầu nguyện. Khi mọi sự đã chuẩn bị xong, quan giám sát ra lệnh ba hồi chiêng trống vang dội nổi lên giữa bầu trời mưa phùn, gió lớn. Tới tiếng chiêng trống cuối cùng thì lý hình vung gươm sáng loáng lên cao, chém một nhát. Đầu người chiến sĩ kiêu hùng của đức tin rụng xuống đất. Người mẹ đau khổ đứng chứng kiến cái chết anh hùng của người con trai yêu quý, ngậm ngùi khóc thương. Trái tim bà như ngừng thở. Sau những giây phút vô cùng xúc động, bà tới trình với quan lớn là mình đã có công sinh con, nên xin được giữ cái đầu của con. Được quan cho phép, bà lấy áo bọc chiếc đầu con đem về nhà. Còn xác thì thân nhân xin đem về an táng tại họ Thợ Đúc. Giáo dân họ Thợ Đúc rất hãnh diện và vui mừng về tấm gương can đảm của người thanh niên 20 tuổi của họ đạo mình đã chấp nhận cái chết một cách anh dũng vì đạo Chúa, vì đức tin kiên cường theo chân Chúa. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn người chiến sĩ anh hùng Andre Trần Văn Trông lên hàng chân phước. Trong thánh lễ tôn phong, Đức Giáo Hoàng đã không ngớt lời ca ngợi mẫu gương của bà mẹ hào hùng đã họa lại khung cảnh gần giống Đức Maria xưa đã đứng dưới chân thánh giá, chứng kiến cái chết tức tưởi của con mẹ là Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng nâng ngài lên hàng hiển thánh từ đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.
ngày 30 tháng 11. Thánh Giuse Marchand Yu, Linh Mục Thừa Sai. Thánh Giuse Marchand Yu sinh ngày 17 tháng 8 năm 1835 tại làng Passavant, tỉnh Đức, nước Pháp. Con ông Augustino Marchand và bà Joanna Margarita Mon. Gia đình sống tại miền quê và làm nghề nông, được tiếng là gia đình đạo hạnh nhất làng. Nhưng gia đình rất nghèo nên không đủ tài chánh cho con theo học hết chương trình trung học. Sau khi được xưng tội và rước lễ lần đầu, cậu Giuse Marchand đã bày tỏ với cha mẹ ước muốn được vào chủng viện học để làm linh mục. Khi mới nghe cậu nói, ông bà không đồng ý vì cậu là con trai cả trong gia đình. Ông bà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ ông bà làm việc để góp thêm tài chánh cho gia đình. Vâng lời cha mẹ, cậu cố gắng ở nhà giúp việc cha mẹ, nhưng trong thâm tâm thì luôn luôn mong ước được đi học và dâng mình cho Chúa. Đến năm 1821, lúc cậu Giuse Marchand 18 tuổi, cậu lại ngỏ ý xin đi tu. Ông bà suy nghĩ sợ mắc tội cưỡng lại ý Chúa nên đã đồng ý để cậu lên đường vào chủng viện ở Auxonne theo học chương trình chuẩn bị làm linh mục. Tháng 11 năm 1823, thầy Giuse Marchand được bề trên gọi về học triết lý tại École. Rồi năm 1826 thì vào Đại chủng viện Đi Sông Công học thần học. Trong thời gian học thần học, thầy Marchand luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với cha Linh Hướng rồi viết thư xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris và được chấp nhận. Thầy vui mừng. Sau đó, ngày 4 tháng 4 năm 1829, thầy lãnh chức linh mục. Ngày 24 tháng 4 cùng năm, cha Giuse Marchand được lệnh đi tới hải cảng Nantes để lên đường đi Macao thi hành nhiệm vụ của nhà thừa sai tại Việt Nam như lòng mong ước của cha. Cuộc hành trình kéo dài 5 tháng lênh đênh trên biển cả, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 1829. Khi tới Macao, bề trên còn giữ cha ở lại ít tháng để dò xét tình hình tại Việt Nam ra sao. Vì bề trên tại Macao vừa nhận được tin báo rằng ngày 18 tháng 2 năm 1825, vua Minh Mạng đã tuyên bố sắc lệnh cấm đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây Dương nhập cảnh. Nhưng rồi sau ít ngày, cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam. Qua nhiều khó khăn và vất vả, tháng 3 năm 1830, nhà truyền giáo trẻ trung Marchand cũng đã tới Việt Nam. Cha vui mừng đặt chân trên phần đất truyền giáo và được chỉ định về chủng viện Lái Thiêu để học tiếng Việt và nhận tên Việt Nam là Du. Cha Giuse Marchand Du. Sau một thời gian ngắn ngủi học tiếng Việt, cha Du được lệnh bề trên đi Nam Vang phục vụ cộng đoàn người Việt đang sinh sống tại đây. Nhưng rồi vì mắc bệnh, cha lại phải trở về Lái Thiêu. Khi đã khỏi bệnh, cha được sai đi hoạt động tại Bình Thuận. Lúc này, Bình Thuận đã có hơn 7.000 giáo dân, chia làm 25 họ đạo.
Với tinh thần hăng say trẻ trung, cha Mạc Sang Du tích cực lo việc phục vụ các linh hồn. Cha hoạt động liên lỉ không kể ngày đêm, lăn xả vào mọi công việc, bất cứ nơi nào cần đến cha. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ rất gay gắt, cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây Dương, tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường. 18 tu viện mến thánh giá bị san bằng, chủng viện lái thiêu bị đóng cửa. Trước tình thế quá khó khăn, Đức cha Ta Be Từ, cha Quyên Nô Thể và một số linh mục thừa sai khác tạm thời lánh nạn sang Thái Lan. Chỉ còn một mình cha Giuse Mạc Sang Du tình nguyện ở lại, ẩn tránh tại miền Lục Tỉnh, giúp các họ Cái Nhung, Cái Mơn, Bãi San, Rồng Rùm, Mặc Bắc và Vĩnh Long. Trước tình thế đạo chúa bị vua chúa cấm cách, thì Lê Văn Khôi khởi loạn. Lê Văn Khôi, nguyên là họ Nguyễn, từng nổi loạn ở Cao Bằng và bị án tử hình. Nhưng may mắn, được Tả Quân Lê Văn Duyệt cứu sống, rồi sau lại phong cho làm võ quan, nên ông tự đổi danh sang họ Lê. Tới khi Lê Văn Duyệt chết, vua Minh Mạng vốn ghét Tả Quân Lê Văn Duyệt, ra lệnh đánh trên mộ Lê Văn Duyệt 100 roi, rồi đem xiềng xích lăn đi lăn lại trên mộ làm nhục người đã chết. Lợi dụng việc nhà vua xử tệ với thầy mình, Lê Văn Khôi lấy cớ phò cháu đích tôn của vua Gia Long, con hoàng tử Cảnh tên là Đản, giấy quân khởi nghĩa. Nhưng việc bị lộ, Lê Văn Khôi bị bắt tống giam trong ngục cùng với 30 đồng chí. Ngày 5 tháng 7, ông cùng 30 đồng chí vượt ngục, giết các quan cai ngục, thả các tù nhân khác, rồi chiêu binh đánh chiếm Phiên An, tức Sài Gòn ngày nay, rồi tràn xuống chiếm Lục Tỉnh. Lê Văn Khôi không theo Công giáo, nhưng ông hứa sẽ hủy bỏ lệnh cấm đạo, cho nên một số giáo dân tin theo. Lê Văn Khôi tìm cách gặp cha Mạc Sang Du, nhưng cha nhất định không gặp. Cha đã từng tuyên bố: "Tôi chỉ biết việc đạo, còn việc giặc giã binh lính tôi không biết." Sau hơn 2 năm, tới ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Mạc Sang Du trong lúc vừa cử hành thánh lễ xong thì bị bắt, bị đánh đập và bị nhốt vào một cái cũi nhỏ dài 1 mét, rộng 7 tấc, cao 8 tấc. Cha bị nhốt trong chiếc cũi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này, 1994, người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu Công giáo. Cha Phước cũng bị bắt và xử lăng trì, tức bị chặt chân tay rồi mổ bụng, chẻ thân ra làm 4. Cha Mạc Sang Du bị đưa ra xét xử. Quan hỏi: "Giặc đưa thầy vào đây, thầy đã làm gì giúp giặc?" "Tới đây tôi chỉ lo một việc duy nhất là giảng đạo mà thôi." "Giảng đạo là gì?" "Là đọc kinh, làm lễ, dạy giáo lý về đạo." "Thầy có biết làm thuốc mê để giúp giặc không?" "Tôi chỉ biết một điều là giảng đạo mà thôi." Sau 2 lần bị tra vấn, cha Giuse Mạc Sang Du bị áp giải về kinh đô cùng với Tổng Trăm, Đồ Hoành, Bốn Bang, Phó Nhã và con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện mới 7 tuổi.
đoàn người về tới Phú Xuân ngày 15 tháng 10. Cha Mạc Sang Du bị giam trong cũi bên cạnh Võ Lâm, gần tòa Tam Pháp. Hôm sau, tức ngày 16 tháng 10, cha Mạc Sang Du bị gọi ra tòa Tam Pháp. Các quan cố ý ép cha phải nhận tội giúp Lê Văn Khôi làm loạn, nhưng cha cương quyết khẳng định: tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi. Tôi không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp vào công việc của Lê Văn Khôi. Quan Hạch hỏi: có phải ngươi gửi thư vô Xiêm cùng gửi thư cho quân Gia Tô trong Đồng Nai biểu chúng nó đến giúp ngụy Lê Văn Khôi phải không? Cha dứt khoát trả lời: ông Khôi có sai người tới xin tôi binh thư, song tôi không biết và nói cho ông ấy hay. Đạo tôi cấm làm như vậy, và tôi thà chết chứ không làm theo lời ông ấy. Dầu thế, ông Khôi còn mang mấy bức thư ra, biểu tôi ký tên vào, thì tôi lấy cái thư ấy mà đốt đi trước mặt ông ấy. Tối hôm sau, các quan dùng đủ mọi cực hình, kìm kẹp để bắt cha nhận tội. Các quan cho nung đỏ kìm sắt và cho kẹp hai lần vào hai đùi cha, rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy, mùi thịt cháy xông lên khét ghê sợ. Chính những người lính cũng phải quay mặt, không dám nhìn. Người chiến sĩ anh hùng của Chúa hai lần ngất xỉu nhưng vẫn giữ nguyên lời khai như trước. Để tạo chứng gian buộc tội cho cha, các quan dỗ dành con trai Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện nói: ông Tây này đã giúp cha em khởi nghĩa. Nhưng cậu bé 7 tuổi không dám nói dối. Cậu nói cha cậu xin cha Du giúp, nhưng cha Du dứt khoát từ chối không giúp. Thấy việc buộc tội cha không thành, các quan lại quay sang chuyện giảng đạo. Các quan nhắc tới sắc lệnh cấm đạo của vua, rồi khuyên cha bước qua thập giá, thì các quan tha. Cha Mạc Sang Du dứt khoát tuyên bố: tôi sẵn sàng chịu mọi hình khổ và chịu chết, chứ nhất định không bỏ đạo. Cha bị nhốt trong cũi suốt 6 tuần lễ như thế. Một số người lén lút vào thăm nuôi cha, ai nấy đều nói rằng: cha luôn vui vẻ nói chuyện và khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ đạo Chúa. Trên tay cha thường cầm cuốn sách nhỏ và cỗ tràng hạt để đọc ngày đêm. Khi thấy không thể thuyết phục cha bước qua thập giá, các quan thừa lệnh vua Minh Mạng làm án tử hình cha. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1935, 7 phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. Cha Mạc Sang Du, 3 vị tướng của Lê Văn Khôi và bé Lê Văn Viên 7 tuổi, Phó Nhã đã chết trong tù. Các người khác chỉ được đóng khố, rồi dẫn tới ngọ môn trình diện và phục lạy vua 5 lạy. Vua Minh Mạng giận dữ, ném chiếc cờ hiệu xuống đất, tỏ dấu không ân xá cuối cùng cho các tội nhân. Các tội nhân được áp giải tới pháp trường. Riêng cha Mạc Sang Du, theo mật lệnh được đưa vào tòa Tam Pháp tra khảo một lần nữa. Các quan ngồi tòa, 5 người lính cầm 5 kìm nung đỏ kẹp vào đùi cha. Phía sau là 5 người lính khác cầm roi sẵn sàng. 3 lần kìm kẹp, thân thể cha Mạc Sang Du đã có đủ 15 vết thịt cháy. Các quan hỏi cha: tại sao đạo Gia Tô móc mắt người gần chết? Không có, không bao giờ có điều đó.
tại sao mấy người kết hôn phải đến các thầy trước bàn thờ? Họ đến để lấy một chút phúc và chứng nhận trước mặt mọi tín hữu. Khi làm yến tiệc trong nhà thờ, đây làm những sự quái gở lắm phải không? Không, chẳng có điều gì quái gở. Vậy sao có thứ bánh làm bùa mê để phân phát? Cha Mạc Sang Du đã kiệt sức, không thể trả lời được nữa, nên quan truyền đưa ngài ra pháp trường tại họ Thọ Đúc bên sông Hương, cách kinh thành vài cây số. Tại pháp trường, 5 cây cọc đã cắm sẵn. Đội lý hình trói 5 người ngang lưng, buộc vào cây thập giá. 2 tay giang ra, buộc vào 2 cánh thập giá, còn chân thì để thõng xuống. Đứng 2 bên mỗi tội nhân là 2 đao phủ, một tên cầm kìm, một tên cầm dao. Mỗi tiếng trống thì kẹp rồi cắt thịt ném xuống đất. Cha Mạc Sang Du bị đao phủ móc ra trán, kéo xuống chùm 2 con mắt. Lấy kìm bóc từng miếng thịt trên ngực quăng xuống đất, rồi sang phía sau lưng, rồi xuống phần ống chân, đầu gối. Cha dãy giụa đau đớn đến không còn đủ sức để kêu rên thành tiếng nữa. Đằng khác, miệng cha đã bị khóa ngang rồi. Hành khổ kéo dài chừng 15 phút thì cha Giuse Mạc Sang Du gục đầu tắt thở. Một tên đao phủ tới cầm tóc cha kéo thẳng đầu lên để chém nhát gươm sau cùng. Sau đó họ tháo xác cha xuống, đặt sấp cha xuống đất, rồi bọn đao phủ theo lệnh lấy dao, kìm, búa xẻ thân xác cha làm 4 phần như một khúc cây bổ dọc trước, chặt ngang sau. Sau đó họ thu lại từng miếng thịt to nhỏ, từng khúc xương, đem dồn vào mấy cái thúng, đem ra ngoài khơi đổ xuống biển làm mồi cho cá biển. Còn đầu cha thì sau khi đã đem đi rêu rao khắp trong thành nêu gương cho dân chúng thì đưa về cố đô Huế. Theo lệnh triều đình, họ bỏ đầu cha vào cối nghiền nát ra cho trước khi ném xuống biển. Bởi vậy, ngày nay chúng ta không còn di tích gì về linh hài của cha Thánh Giuse Mạc Sang Du. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1835, cũng chính là ngày kính Thánh Andre Tông Đồ. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Theo tài liệu của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ ghi lại, thì hai đời vua nhà Nguyễn là Minh Mạng và Tự Đức xưa nổi tiếng là hai ông vua cấm đạo khét tiếng, đã từng sát hại từng trăm ngàn người Công giáo. Nhưng các ông không đoán được rằng ba vị vua kế vị sau này cũng là dòng tộc nhà Nguyễn sẽ trở lại đạo Công giáo. Ba vị hoàng đế ấy là vua Khải Định, năm 1925 trên giường bệnh trước khi chết đã xin cụ Phước Môn Nguyễn Hữu Bài rửa tội. Vua Thành Thái năm 1954 cũng xin chịu phép rửa tội trước khi lìa trần. Và sau cùng, cựu Hoàng đế Bảo Đại đã được rửa tội ngày 17 tháng 4 năm 1988, tức là 2 tháng trước ngày đại lễ tuyên phong hiển thánh cho 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Như vậy, Giáo hội Việt Nam đã được vinh dự đón nhận ba cựu hoàng đế nhà Nguyễn
vào Đại Gia Đình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Trận lụy sẽ được sống hiền vinh, vì đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người đời che chắn lãng quên suốt đời. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Ai trỗi từ giang phàm trần lụy sẽ được sống hiện vinh, vì đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh.
sinh vì tình yêu. Thánh Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ bại lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người đời che tránh lãng quên suốt đời. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca ngàn dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh.